Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ta ở trong mi vẫn nhớ về ngoài nơ, khúc ruột miền Trung bây chừ đau nhói. Tin tức hàng giờ bão lũ dâng cao, bây giờ lại thêm người chết từng ngày. Đau như cắt nên đau thương đứng dậy. Chúng ơi, sao năm nào cũng vậy, bão lũ triền miên, mùa hè nắng cháy, hạt lúa trên đồng, còng lưng cây cây, bữa đói bữa no mà ta thương thấy, nhưng những con người vẫn lòng dạ thủy chung. Chúng ơi, miền Trung ơi, miền Trung trong ta như một bóng hình, đã nắm tay nhau là nghìn nỗi nhớ, nên bây giờ có nghìn trùng cánh trở, tình vẫn đậm sâu như thuở ban đầu, như mối duyên tình đôi trai gái miền Trung. Miền Trung ơi, miền Trung ơi, miền Trung trong ta như một bóng hình, đã nắm tay nhau là nghìn nỗi nhớ, nên bây giờ có nghìn trùng cánh trở, tình vẫn đậm sâu thuở ban đầu, như mối duyên tình đôi trai gái miền Trung. Ta ở trong mi vẫn nhớ về ngoài nơ, khúc ruột miền Trung bây chừ đau nhói. Tin tức hàng giờ bão lũ dâng cao, bây giờ lại thêm người chết từng ngày. Đau như cắt nên đau thương đứng dậy. Chúng ơi, sao năm nào cũng vậy, bão lũ triền miên, mùa hè nắng cháy, hạt lúa trên đồng, còng lưng cây cây, bữa đói bữa no mà ta thương thấy, nhưng những con người vẫn lòng dạ thủy. Miền Trung ơi, miền Trung trong ta như một bóng hình, đã nắm tay nhau là nghìn nỗi nhớ, nên bây
bây giờ có nghìn trùng cánh trở, tình vẫn đậm sâu như thuở ban đầu, như mối duyên tình đôi trai gái miền Trung. Miền Trung ơi, miền Trung ơi, miền Trung trong ta như một bóng hình, đã nắm tay nhau là nghìn nỗi nhớ, nên bây giờ có nghìn trùng cánh trở, tình vẫn đậm sâu như thuở ban đầu, như mối duyên tình đôi trai gái miền Trung. Nên bây giờ có nghìn trùng cánh trở, tình vẫn đậm sâu như thuở ban đầu, như mối duyên tình đôi trai gái miền Trung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tây tháng 10 năm 2020. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, trước khi con đọc những lá thư của sư phụ soạn ra hôm nay, con xin phép được thông báo những lời dạy của sư phụ, cũng như là sư phụ trích những kinh nghiệm về việc làm từ thiện ở miền Trung để chia sẻ cho toàn thể chư vị Phật tử biết. Nam mô A Di Đà Phật. Góc chia sẻ: đừng vì những tấm ảnh sống ảo tham gia từ thiện cho có phong trào rồi giao hàng ngoài đường cho xong. Đừng vì lỡ nhận tiền bà con mà trao đại quà, chụp ảnh báo cáo rồi về. Đừng quá tập trung về một chỗ để các tỉnh còn lại trông ngóng tội nghiệp. Đừng thấy ngoài đường đứng sẵn mà phát đại, có gia đình ra hết cả nhà, người trong sâu lội ra không có, đứng khóc. Đừng thấy người già và trẻ em đứng khóc thì phát ngay. Hãy xin vào thăm nhà họ để xem hàng cứu trợ nhiều chưa, lúc đó quyết định không muộn. Đừng ngại sâu xa, ngập, từ từ phát cũng được, phát nhanh rồi về tội nghiệp người ngập sâu bên trong. Đừng thấy nước mà đã không vào, nhờ địa phương đưa vào. Đừng lấy ảnh cũ úp lên kêu gọi câu view, các đoàn ùa về ngập, mấy nơi khác không có, ngồi một chỗ co ro. Chơi trò đó là ác lắm, hãy cập nhật chính xác thời gian địa điểm. Đừng quá tin vào người dẫn đường, vì họ sẽ dẫn đoàn về làng của họ hoặc bà con của họ để lấy số lượng, cho dù nơi đó không ngập nhiều. Đừng vì hàng quá nhiều, những thùng hàng còn lại phát nhanh phát đại mà về, rồi phát ẩu, người khó khăn phía trong lội ra chậm không có, khóc. Đừng bắt bà con đứng dưới mưa nắng cầm gói quà xếp hàng chụp ảnh để báo cáo tội người ta. Chắc chắn mọi người trong đoàn không ai nào dám ăn mảnh đồ từ thiện đâu. Đừng để anh em trong đoàn người bị bỡm vất vả phát quà đến chết. Người chụp ảnh selfie khoe tao đi từ thiện, đi từ thiện chứ có phải đi du lịch đâu. Đừng xem từ thiện như là mốt, làm đi là sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn. Người ta nói làm từ tâm là rất đúng, a vua theo không giúp được người khác mà chỉ lấy số má thì quá tội người dân. Đừng lấy nỗi đau, lấy nước mắt, hình ảnh để câu view, để gom tiền từ thiện cho nhiều. Câu nhiều nhưng làm ẩu thì cũng phí. Nên tìm một ngôi chùa ở địa phương, nhờ quý thầy, quý sư cô hướng dẫn mình đến nơi phát quà thì tốt nhất. Bản thân xin tiền khó quá, nhặt từng nghìn, mấy ngày đi hỗ trợ phát quà và chứng kiến cảnh như vậy buồn vô cùng. Nên đi từ thiện phải có tâm và có tầm nữa thì mới là đáng trân quý. Và sau đây sư phụ xin thông báo chương trình của sư phụ và quý Phật tử dự định sẽ làm. Sư phụ sẽ tiến hành sửa sang lại những ngôi chùa, trường học và những căn nhà bị hư hoại.
Sư phụ sẽ liên lạc ra các chùa như chùa của Hòa Thượng Khế Chơn để nhờ Hòa Thượng hướng dẫn. Sư phụ chỉ dạy làm Phật sự từ thiện phải hết sức tinh tế và cẩn trọng, làm cho đúng với nhu cầu và thời điểm nên cho cái gì và ngưng lại cái gì, thì người làm từ thiện có từ bi lại có trí tuệ. Nếu thương yêu giúp đỡ những người gặp nạn tai mà vội vã không suy xét tính toán, rà soát kỹ, thì không có phước mà có hại cho mình lẫn người. Vì thế, những nhà mạnh thường quân, những nhà hảo tâm hãy hết sức cẩn trọng khi giúp người. Thư trả lời các cư sĩ Lưu Hán Văn và Dương Huệ Xuân, năm Dân Quốc 20-1931. Gặp phải lúc tai nạn lớn lao xảy ra này, nên tùy theo sức mình lập cách cứu tế, hồng trọn hết thiên chức của chính mình thì lợi ích lớn lắm. Quan một mực chẳng làm gì, phàm tất cả những tiền của được người khác bố thí đều đem in sách hoặc dùng để cứu trợ tai ương. Tháng 6 năm nay, Hán Khẩu xảy ra thủy tai trước tiên. Thầy Minh Đạo lên Thượng Hải thay mặt quyên tặng 100 đồng. Về sau nước càng dâng cao lại quyên tặng 100 đồng nữa. Một đệ tử do vùng Vu Hồ bị thủy tai gửi sư thư xin quan đứng ra tổ chức lạc quyên cứu trợ. Quan trả lời ông ta, quan một mực không quyên mộ, huống gì đang lúc bế quan. Ông đã nguyện mỗi năm cho tôi 200 đồng để làm tiền chi dụng. Xin hãy đem món tiền ấy cứu trợ. Sau này vĩnh viễn không cần phải cho tiền tôi nữa. Tùy ông quyên tặng 200 cũng được, mà 400, 600, 800 hay 1000 cũng được hết. Sau đấy một đệ tử là ông Tào Tung Kiều lên Giang Bắc cứu trợ tai ương, đánh điện khuyên quan đóng góp. Quan gửi 1000 tiền in sách để cứu trợ. Ông Cao Hạc Niên gửi thư xin cứu trợ tai nạn. Quan sai người giao cho ông ta 230 đồng. Năm nay đã đóng góp cứu trợ tai ương như thế. Quan nói lời này không phải là tự khoe công, mà là muốn cho các vị đều cùng phát tâm, tùy phận, tùy sức, cứu tế, có sức ra sức, không có sức, thì dùng lời nói khuyên người có sức, đấy cũng là chuyện tốt lành. Lại nữa, nữ nhân hiện thời, đồ trang sức trên đầu, xuyến đeo tay, hoa tai, nhẫn, đều chớ nên đeo, hễ đeo sẽ chuốc họa, nếu để lại cho con cái sẽ gieo họa cho con cái. Nếu chết đi chôn theo, ắt sẽ gặp nông nổi, đào mồ lộ thay nhục lắm. Nếu chịu đem những món trang sức ấy cứu trợ tai nạn, thì chính là đưa họa đi đón phước tới vậy. Xin hãy bày tỏ ý nghĩa này với hết thảy mọi người. Nếu hàng phụ nữ chịu bố thí như vậy, thì khoản tiền ấy lớn lắm. Đừng cho lời tôi nói là viển vông, mà đây là lời chí lý chí tình. Những người giàu có ở Cao Bu, Thiệu Bá trước kia, có lúc nào chẳng nghĩ đến con cháu, chẳng chịu bố thí cứu tế chút nào. Nước lũ dâng lên, nhà cửa đồ đạc, người nhà đều tan đàn, xẻ nghé, mười phần chẳng còn được một. Mỗi thôn mấy chục nhà tìm một cái nồi, một cái lò cũng không ra. Ông Tào Tung Kiều ở Dương Châu mua nồi, bếp, gạo, củi, cứ mấy chục nhà biếu một cái nồi, dùng thuyền to chở đến. Trong mỗi thôn dùng thuyền nhỏ để đưa tới. Nói đến chuyện này khiến người ta rơi nước mắt. Có nhà chưa sập thì rắn lẳng rớt đều cuộn đầy bên trên. Người ta có muốn vào nhà cũng chẳng dám vào. Trên cây cũng vậy, đáng thương vô cùng. Nếu những phụ nữ vẫn muốn giữ những vật chuốc họa, chẳng chịu dùng để cứu tế, e rằng đời sau họ cũng gặp phải tai họa này, không có ai chịu cứu vớt. Thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Hộ, năm Dân Quốc 20-1931. Lệnh chánh đã biết cầu tăng niệm Phật, hầu tăng tuổi thọ. Hãy nên tự mình thường niệm Phật để cầu vãng sanh. Nếu chỉ dựa vào người khác để cầu sống lâu, chẳng biết cầu A-di-đà Phật, để khi tuổi thọ của chính mình chấm dứt được tiếp dẫn vãng sanh, thì chính là thấy điều nhỏ, đánh mất chuyện lớn. Nếu chịu chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì lúc còn sống và mất đi đều có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hôm qua một nữ đệ tử đến đây, đem dùng những thứ thức ăn của một nữ đệ tử họ Uông gửi biếu cho quan kể. Họ Uông 2 tháng trước đây, một hôm mới vừa sẩm tối,
đột nhiên hơn 20 tên cường đạo đều cầm súng đến cướp. Trong căn nhà lầu ấy, tầng trên tầng dưới có tổng cộng 7 gia đình cư ngụ. Họ uông ở trên lầu, do vậy bèn tắt đèn điện đi. Vợ chồng họ quỳ trước Phật cầu nguyện, nhưng đèn thắp trước bàn Phật dường như có ai thổi tắt đi. Bọn cường đạo đập cửa không mở được, bèn không đập nữa. 6 nhà kia đều bị cướp, chỉ mình họ chẳng mất vật gì. Đủ biết người niệm Phật lúc bình thường còn có thể gặp dữ hóa lành, huống gì lúc lâm chung, lợi ích vãng sanh Tây Phương so với chuyện này còn lớn lao gấp bội lần, chẳng thể nói trọn hình tướng được. Nên khuyên bà ta thường niệm thì may mắn lắm thay. Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy đây đại chúng chuẩn bị làm lễ phóng sanh nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2020. Giờ đây đã đến giờ làm lễ phóng sanh. Chúng con thành tâm cung thỉnh chư Tôn Đức và đại chúng cùng chắp tay trang nghiêm để làm lễ phóng sanh cho các loài chúng sanh và A Di Đà Phật. Giới hương, định hương, dự huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thầm phương tam bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Này các loài chúng sanh, từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lấp tâm tánh tạo ra nhiều nghiệp si mê, nên phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xuất sanh sống chết gửi trên giao thớt. May thay hôm nay các vị còn được tốt căn thiện lành, gặp được người cứu mạng. Chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật Pháp. Vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dương chi tình thủy biên sai, tam thiên tánh không bác đức lợi nhân thiên pháp giới, quảng tăng viên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phụ thử thể giả bác công đức thể tại thiên chân thiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ đô hoa tạng giới. Cả trung vô sứ bất siêu luân thị bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ nguyên trừ nội ngoại đảng định đàn tràng. Sái khô mộc nhi tác dương xuân kiết quế ban nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt ế thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương. Bồ Tát liễu đầu cam lồ thị năng linh nhất đích biến thầm phương tinh chiên cấu ế tận tiêu trừ phổ sái pháp viên tất thanh tịnh. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đát Na Đa Đa Già Già, Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Đế Thước Bát Ra Già Bồ Đề Tăng Đỏ Bà Giang. Ma ca lô ni ca gia an tát bàn ra phạt về sổ đát na đáng tỏ. Nam mô tấn kiến lần đỏ y mông a di gia bà lô yến đế thắng phật a lăng đà bà. Nam mô na ra cần trì hê rì ma ha bàn ra sa mê tán bà a ta đậu du bằng. Nam ma ba đa ma ba đạt đầu đảng thiền tăng nam ba lo he lo ca đế ca ra đế di he di ma ha bồ đề tăng đo tăng bà ma ra ma he di đà dân cô lo yến mông đồ lo độ lo phật xa gia đến.
Da 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 ri ni thân Phật ra cha cha ra cha ra ma phang ma ra mong đế lệ hai hai thân na ra sam Phật ra xá lợi Phật sam Phật ra xá gia hộ lô ma ra hộ lô hai định Tấn đề tô rô tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế ri dạ na ra cần đề đề ri sẵn ni na ba dạ ma na ta ba ha tấn đà dạ ta ba ha ma ha tấn đà dạ ta ba ha tấn đà vô nghệ thân bằng ra dạ ta ba ha ma ra na ra ta ba ha tấn ra tặng a bồ cơ dạ ta ba ma ha tấn đà dạ ta ba ha dạ kiến ra tấn đà dạ ta ba ha ba đà ma yến tấn đà dạ ta ba ha na ra cần đi bằng đà ra dạ ta ba ha ta ba ha nam mô a ra na na da ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yến đế thức bằng ra dạ ta ba ha tăng thiền đô mạng ra ra bằng đà dạ ta ba ha tăng thiền đô mạng ra ra bằng đà dạ ta ba ha Bạc đà dạ ta bà ha này các loài chúng sanh kia các người nên nhớ cho khi bỏ thân súng sanh hướng tâm về tam bảo đường trở lại làm người đầy đủ gầm chánh pháp ma tình sau cùng nguyện thiết chuyên niệm Phật Di Đà cầu vãng sanh tịnh độ chứng được ngôi văn thôi đề độ tận chúng sanh nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát nam mô tịnh độ phẩm bồ tát ma ha tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ơi trướng lòng tận trùng lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tâm chẳng biết tu thì gây bao tội án lại về mang thân sống ở đò đà trên thường đau khổ lòng vậy sừng có đơ đường đâu dù là bay tướng lần sau lưới vây trên bắn bóng câu thà mồi tác càng bắn cùng hơi phun đồng lúc đó dù kêu không ai thương hồn còn phàn phân nấu rang son nồi muôn phần chén nay ngươi cầm chặt may sao nhờ các vị thiên nhân cứu cho ngươi được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép màu vậy ngươi kịp hồi đầu quy Phật song dòng lòng quy pháp quy tăng hến lòng tham hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gống là tham sân si từ thân miền ý mà sanh ra xin sám hối này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y phần lương túng tung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dụng tung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng tung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thân như lai nam mô diệu sắc thân như lai nam mô hoàng bán thân như lai nam mô ly bố ý như lai nam mô cam lồ phước như lai nam mô a di đà như lai quy mạng lễ a di đà phật ở phương tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vạn sanh cuối sinh đức từ bi tím độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức thù thắng hành vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tông vãng vô lượng quang phần sát. Nguyện tiêu tam chứng tự phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh điều phổ nguyện tội chướng tăng tiêu trừ,
thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh băng thôi Bồ Tát vi bàn lự nguyện gì thứ công đức phổ cầm ư nhất thiết Nga đắng giữ chúng sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa chứng minh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại bi linh cảm ứng Quang Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại hùng đại lực đại thế chí Bồ Tát. Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát liên tòa chứng minh phục nguyện. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quân Thới Dân An Thiên Hạ Thái Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A-di-đà. Trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường những người thấy nghe được điều phát tâm Bồ Đề. Đồng sanh cõi Tây Phương cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu an cho các chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới và cầu an cho đệ tử chúng con cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả chúng sanh đang bị khổ nạn lũ lụt tại miền Trung cùng tất cả chư vị đang dân sở Kỳ An dưới đây. Cặp Kỳ An Phật tử Đặng Mai, Đặng Thị Mai Huyền pháp danh Diệu Hảo đang nằm ở phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm. Cặp Kỳ An Nguyễn Thị Ngân pháp danh Diệu Thái đang bị bệnh viêm phổi. Cặp Kỳ An Phạm Khải pháp danh Phổ Hiền sinh 1929. A Tây Sinca A Sen Alexander Lâm A Ven Lâm A Ven Sinca ở nước ngoài cùng Kỳ An cho Nguyễn Thị Phiên pháp danh Diệu Phan và tất cả quan gia tế chủ đang bị bệnh rất nặng. Mã Thị Đồng pháp danh Nhuận Chánh, Phạm Thị Lộc pháp danh Bảo Phước đang nằm ở phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm. Phạm Văn Còn pháp danh Thích Nhuận Giác đang ở khu chiên tu cùng Tạ Ngọc Chiến đang bị bệnh ung thư máu. Đặng Thị Hồng Phi pháp danh Thiện Hạnh, hành căn 68 tuổi và đại chúng ở tỉnh Thất Quan Âm cũng như khu chiên tu và tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới thừa hưởng công đức phóng sanh nâng tâm an lạc tật bệnh triêu trừ căn lành tăng trưởng phước huệ song tu tự giác giác tha giác hạnh viên mãn. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả chúng sanh đã chết vì dịch bệnh corona cùng cầu siêu cho hương linh cụ ông Trần Khư pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngài pháp danh Sa Di Ni, Liên Phương Nguyễn Thị Nguyện pháp danh Bình An, cùng cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh vong linh chúng sanh đã chết vì tai nạn lũ lụt tại miền Trung, cùng hồi hướng kỳ siêu cho chư vị hương linh đang dân sớ kỳ siêu dưới đây. Hương linh Đỗ Thị Quảng pháp danh Diệu Sen mất tại phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm. Hương linh Vũ Văn Kiển, hương linh Lê Thị Thu Cúc mất tại Vũng Tàu hưởng thọ 73 tuổi. Hương linh Quỳnh Thị Năm pháp danh Liên Tỉnh mất phòng hộ niệm tỉnh Thất Quan Âm hưởng thọ 83 tuổi. Cùng đặng đặng chư vị hương linh vong linh của quyền thất tổ thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị và chư hương linh thai nhi cùng chư hương linh có duyên với chúng con và các chư vị quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý hoặc vô tình hoặc suối người sát hại. Hôm nay chúng con thành tâm đem tất cả công đức phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm được vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc. Phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tính thí tăng ích phước điền âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tình dữ vô tình
đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quy y Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca, phát lòng vô thượng. Từ quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, tăng cả không ngại, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.